mồm đéo trượt cái lộn đâu cả. Đi vào. Anh từ từ em kiếm giờ làm đi đặt sẵn trường rưỡi luôn rồi nhiều ấy chơi tất hết mình luôn sợ gì thì... game này uy tín mà không phải sợ thấy chưa bảo game này uy tín mà không phải sợ thằng em lên bao nhiêu 14 triệu luôn đẳng cấp chưa đấy ok anh em lên con game Kawin này trong game này rất nhiều game được ba cào ba cây tài xỉu sau khi anh em đang bầu cua đỏ đen này siêu xe này long hổ đặt bom rất nhiều game luôn mình vừa chơi game long hổ anh ạ đấy phần nạp tiền này là siêu tốc thẻ cào mua bay rơi bay về thao bay kia bay kinh và em kinh em nhớ cười nhiều cùng nạp luôn mình vừa là siêu tốc tuần đẳng cấp luôn anh ạ đấy sự kiện này báo danh nhà 1 nhà 7 sẽ cầu nghe quả này mình vừa báo danh này chia sẻ bút có đồng này ghi cốt này em là một ghi cốt nhắn tin với Zalo số điện thoại mình xem ghi cốt nhà em cho anh ghi cốt trải nghiệm game này đấy còn đây phần đồ thưởng này đấy mình có thể một khoản mỗi nhà cho khoản trên khoản này chỗ nào của anh em này đấy số khoản nào sẽ khoản liên kết xong tất tay và bật đầu tiểu mình cay một giúp nhau kia giúp tiền xong em nhá chung ấy em vào một chân game này mình để link phần mô tả mỗi nhà thằng của mình nhá còn bây giờ vào nhà mình thôi bye bye anh em hay sai luôn anh em nhá mình là Long anh em ạ đấy thì ok nha hôm nay mà mình đi đường ấy mình nghĩ ra là cái màn chôn gọi là mình rủ anh Hoàng đi tán gái anh em ạ xong rồi mình sẽ bảo anh Đạt là mách chị Tranh hoặc là xem phản ứng của anh Hoàng như nào khi bị vợ phát hiện mình đi chơi gà mình đi tán gái anh em ạ anh Hoàng cho anh đi chợ với tôi xong bắt đầu nhìn thấy gái xong bắt đầu hú 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 vãi lộn luôn đấy là kiểu là nhìn thấy gái xong mắt tớn lên ấy vợ rồi mà vẫn thế anh em ạ chết dở gọi là bây giờ mình sẽ vào rủ anh Hoàng đi tặng gà xem phản ứng nào anh em nhé anh Hoàng ơi đi tặng gà nha đây rồi xinh không đây nào xinh vừa chiều nay đi chợ đấy gặp hai con đấy đi là có fan rồi tặng luôn đi anh đi là đi tặng gà phản cảm ok tặng anh đi không? Nghe cái con mà chiều nay anh em mình đi chợ không mình mua đây. Cái con mà chiều nay anh em mình đi chợ không mình mua đây. Chết kia nước cất anh ơi. Được anh. Nó vào nhắn tin cho em. Con nào? Con người đấy á? Đấy cái con mà anh bảo sinh người này á. Người này á. Ăn đu. Được của nó đấy. Đấy con nhìn cái mặt chiều nay em không? Em cũng thấy con này xinh cực. Đâu? Chỉ có nó nhắn tin em nó bảo là rủ anh đi chơi còn cứ nó tin nhắn đâu hỏi anh Hoài Vương xem nó bảo chơi đâu nó bảo là ước gì bây giờ anh Hoàng đi chơi cùng mình nhỉ anh đẹp trai thì ai để ước vãi cả đái thật nó bảo để thế bỏ đi ra đi lâu chơi nhưng mà nó bảo nó bé nó chạy anh có đái không nó bảo là ước gì bây giờ mày xuống xem tranh chị Tranh đang ngủ Vương thôi anh làm với Vương thôi anh không được hư anh làm với em đi thôi chiều đó tám nó với chích tao hơn chúng mày đó này chiều đó tám nó với chích tao hơn nhiều rồi thích nghe em rồi chiều anh ngủ đấy xong bắt đầu vàng cứ nhắn tin cho một dài dài này này hết quái đấy quái đấy thật anh hỏi tin nhắn anh không có máy đâu nó phải dưới tầng một chứ xin anh nhìn thấy được không anh nhìn thấy được không đi vô thôi ra đá đi mày thôi đi anh được ừ nó bảo là đi đi anh không nó phải đi về bảo đi đi anh không nó phải đi về nghe cả muộn trắng rồi à đi đúng rồi đúng rồi con này chiều ai đi chợ ấy xong anh Hoàng hú nó con ấy đi anh mặc áo này không biết nhưng mà nó bảo như nào nó bảo là mình nói thật là mình thích anh Hoàng rồi mình nói thật là mình thích anh Hoàng rồi hello
nhỉ? Đấy, đâu mà bảo nó điêu nhà tao hát cười 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 nhẹ. Ai đẹp theo anh? Nó xinh cơ. Đó là xinh cơ. Nó nhắn này. Tao nhìn lúc trời thì chả thấy tao không biết. Đấy, nên nó thích anh rồi. Đi anh. Ra đâu? Anh em mình có tìm ra của mẹ. Nó bảo là thích ấy. Ra đằng sau đi lộn lộn tối. Không hề. Anh này còn tối nữa. Điên. Thế vợ tao biết. Nó bảo xong là đi uống nước mà. Con chó là không bảo vợ ai biết được chưa? Không ai bảo đâu. Đi. Vẫn đi, đi. Phương kia cầm này muốn chỗ hoa này. Muốn chỗ hoa này. Nhưng anh phải xuống CD nó hoa. Đấy rồi, nó hoa vương quá. Không. CD, CD. CD thôi phải đi. Anh ngồi trong kia kìa. Thôi, con chó bóng mắt. Không, tao... Em sẽ bảo vệ đi để bảo vệ anh. Thời trang đến tan thời tiết. Được, đi. Thời trang đến tan thời tiết. Được, đi. Thời ung thư vãi liền thề. Thời trang tan thời tiết anh ạ. Mày xong rồi. Mày xong rồi. Đi mời. Chị đi mời. Chị đi. 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 Mày xong rồi thằng Hoàng ơi. Gì đó? Cái loại mì gái này. Cái loại mì gái này. Tít. Khó khó khó. Chết mẹ mày rồi con. Vâng rồi, em xuống đây. Anh Hoàng đi tán gái quá. Nhanh đi. Ông ơi xem cho. Vâng, em xuống đây. Vâng. Đồ. Em. Cái này đi thôi. Vâng, em xuống đây. Em xuống đây, em đi. Đây, thêm một người nữa đi này. Lừa rồi, thề. Tôi rủ thêm một người rồi đi vào sân với năm điểm của tôi. Xe này đẹp. Đúng rồi. Nhưng mà anh mặc váy lại không? À, kéo lại. Đi lại cả đi. Nhưng con đến với anh. Xin chào. Xin chào. Đập nó liên tục một mồm, đéo sượt cái lộn đâu cả. Đéo tin. Anh trốn đâu rồi? Đang trốn đâu rồi? Đang ngó rồi, đang ngó rồi, đang ngó rồi. Đang ngó rồi. À, còn lêu lêu à? Còn lêu lêu kìa. Tao nói rất là ngồi. Sợ. Có ở đường mai không? Nào, lêu lêu ạ, ai dạ, ai dạ. Lêu. Em ở đây. Ở bà chiều. Có ở đường mình không? Và phải làm. Chỉ chơi Hoàng vậy thôi. Kìa kìa anh Hoàng thích lắm. Ê, nhảy vũ binh à? Nhảy vũ binh à? Làm được. Dạ. Con đường. Nào chạy đi ra chạy. Đi ra. Con đường. Con đường. Đau đầu. Đây bằng chứng đây. Anh bằng chứng đây. Thấy được mãi không? Nếu như anh à, ở đây. Được à? Được rồi, thêm may mình
về nhà ngoại. Mẹ cho anh về nhà ngoại kìa anh ơi. Anh ơi, cho anh về nhà ngoại kìa. Ok anh em nhá. Mày là đứa mày trò không? Không phải, anh Hoàng bảo em. Má mày. Anh Hoàng bảo. Đào đóng cửa. Thiết đầu công ấy hả? Không. Thôi. Thôi bye bye mọi người nhá.